chung cái đàn này và cái điện thoại với nhau đó, giá gì mà ký cái này ký đó, coi như bổ không hai triệu được theo triệu nhiêu, bổ hai triệu được theo triệu chứ không có để được con, đưa con ảnh đại diện coi rồi gì vậy, hai triệu rồi gấm mặt xin kính chào quý cô chú và anh chị nha. Hôm nay gấm nhật xin anh chị phép. Ở đây chưa có chuyện. Không tốt đây, an toàn rồi, chắc rồi, không ok rồi. Chị ở đây nè. Đấy. Bên gấm nhật xin kính chào quý cô chú và anh chị nha. Hôm nay bên em sale lên nhiều sản phẩm đẹp độc lạ nha chị. Anh chị yêu thích món nào là anh chị cứ kết bạn qua Zalo bên em. 0935 nha chị 245244. 0913 nha chị 330469. Nói chung là bên em đã niêm yết số điện thoại trên kênh hết rồi nha chị. Mong anh chị ủng hộ và đăng ký, nhớ đăng ký kênh nha chị. Và lúc là em bên em sẽ trực tiếp nó sẽ thông báo với anh chị nha. Nói chung là bên em sẽ ship toàn quốc tất cả các mặt hàng nha chị. Mong anh chị ủng hộ nha. Và anh chị ship toàn quốc nha chị, bao bể mẻ nha. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái chị, cái này là một cái giỏ, một cái rụng chị nói, một cái tô lưới nha chị, gọi là gọi là chị, cái này là một tô lưới đấy, tô lưới nha chị. Tô lưới nha chị, đều là có truyện ký đầy đủ nha chị, tô lưới có truyện ký đầy đủ luôn. Tô này là đường kính 24.5 nha chị, và cao là 6 nha. 24.5 cao là 6, tô lưới siêu đẹp luôn nha chị. Tô lưới này là siêu đẹp luôn. Đấy, quá đẹp nha chị. Rồi cái tô này là chị, tô lưới này là 400k nha chị, tô lưới này là 400k. 400k chị, mã T19 nha. 400k T19. Rồi anh chị, em lên một cái gạt tàn anh chị, gạt này là gạt lam rất là đẹp anh chị, gọi là VIP luôn anh chị. Cái gạt này là trong vòng anh chị, trong vòng cái những cái vành 1 2 3 4, vành nó rất là đẹp luôn anh chị, độc lạ luôn nè. Đấy, gạt này là to nha anh chị, có truyền ký đầy đủ. Cái này là hai đáy nha anh chị, hai đáy nè, đường kính 10-15 nha chị, cao là 8.5 nha chị, đã cao là 8.5. Cao 8.5 nha chị đây. Rồi, cái này là chị cao là 8.5. Đẹp ghê luôn. Đây là có truyện nha, thứ nhất là có truyện nè anh chị, thứ hai là có, rồi toàn bộ anh chị, cái này là cái hai đấy là gọi là siêu đẹp nha anh chị. Rồi cái này là 290k, 290k cái gạt tàn anh chị, mã T21 nha, 290k T21. Rồi anh chị, cái này là một cái thố nha anh chị, cái này là gọi là ly anh chị, cái này là ly dòng này lam nha chị, lam xưa nha, có truyền ký đầy đủ, mà cái này là hơi ngấm men nha chị. Còn cái này có bình không ạ? Ủa sao không có ly vậy? Hơi ngấm men nha chị này. Đường kính ly là 6.5 và cao là 8.2. Hơi ngấm men phòng trong anh chị, đẹp mà, hơi ngấm men xíu thôi. Rồi cái em này 60k, mã T22 nha chị, T22 60k. Ủa, cái này mình có một set còn quay cho có đủ không ta? Có set chèn nữa. Rồi anh chị, cái này là em có 5 ly nha anh chị, 5 ly. À, 5 ly này là 5 ly hoa lan nha chị. 5 ly hoa lan nha. Không đồ lè đâu ha. Bà liễu lên nè. À, mừng này. Anh chị, này là ly hoa lan nha chị. Đó.
bà Liễu lên kìa, đó đó, bà Liễu, bà Liễu lên, đó, bà Liễu lên kìa, à. Chị, cái ly này nha chị, ly này là dòng sứ xương nha chị, dòng xương sứ nè, mỏng như vỏ trứng anh chị, mỏng vỏ trứng nha, đấy, họa tiết là hoa lan chị, đấy, dòng sứ xương anh chị, mỏng ghê luôn nha, đấy, mỏng như vỏ trứng anh chị, em có số lượng 5 chiếc anh chị, đường kính là 9 nha, và cao là 5, đường kính là 9, cao là 5 anh chị, đấy, hoa lan, dòng sứ xương nha chị, mỏng như vỏ trứng rồi. Bộ này 5 chiếc 250k. 250k 5 chiếc nha chị, mã T23. T23 nha chị. T23. 5 chiếc này là 250k T23. Tập xem em để dành cho anh. Rồi chị, cái này em có hai cái tô này chị. Tô này là họa tiết hoa nha, hoa đào nha chị. Và cái này là tô, này là tô nhiều cành nha chị. Đấy, họa tiết hoa đào nổi nha. Một là hoa đào trắng, hai là hoa đào đỏ nha chị. Tô này là không có chuyện. Tô đường kính 16 nha chị, và cao là 5.5, 16 cao là 5.5. Một cặp tô anh chị. Một cặp tô này là 90k. 90k một cặp nha chị, mã T24. 90k một cặp nha chị, T24. Không đâu hả? Ở đâu hả? Trời già kìa, bữa đang ở nhà lãm này anh coi kìa, bữa ra coi. Trời già đi. Đường kính miệng là 6 nha chị, cao là 28 nha, cao là 28 chị. Đấy, cái này là có truyện ký đầy đủ nha chị. Rồi, cái bình này 150k nha chị, 150k cái bình, mã T25, miệng 6 nha chị, cao là 18 nha chị, mã T25 nha. Không biết rồi, và ở số là cháu ở đây giữ bốn cái được tàu không em giữ chưa cả nhà em giữ bằng giữ đâu đâu cái gì mới rồi em có chị, cái này em có dĩa nướng nha chị. Dĩa này em có số lượng nha chị, số lượng gồm số lượng 4 chiếc nha. Dĩa này đường kính là 19 anh chị, cao là 3 nha. Đường kính 19, cao là 3 anh chị. Đấy, viên là viên sô cô la nha. 4 chiếc anh chị, 4 chiếc. 4 chiếc này là 150k nha chị. 150k 4 chiếc nha chị, mã T. T26. Rồi anh chị em lên một cái bình nha chị, bình này là một cái bình họa, bình này là báo chị là báo rõ chị là bình này là bình tàu nha chị, bình tàu họa tiết là anh chị, họa tiết là tùng cò nha chị, họa tiết tùng cò anh chị, hoa mẫu đơn nha chị, hoa mẫu đơn tùng cò và những đôi chim. Cái này chị, đấy, một cái bộ, một cái bình họa tiết thì nổi rất là đẹp luôn. Đấy, có truyện ký nha chị, cái này là có truyện ký đầy đủ nha, truyện ký đầy đủ hàng tàu anh chị. Bình này chị nó quá bự luôn chị, bự đấy, bự nổi nha chị. Dòng này chị, dòng này là vẽ nổi hết nha, ba dòng. Tùng cò chị, tượng trưng cho anh chị. Đấy, tượng trưng. Và chị em báo nha, là ngay chỗ này chị, ngay bên này là nó có truyền nha.
gọi là chị vừa là truyện vừa là chữ ký nghệ nhân nha chị, vừa là truyện vừa là chữ ký nghệ nhân. Đấy, họa tiết là tùng toàn nha chị, đẹp ghê luôn. Đường kính bình là 20.5, rồi là cao bình là cao bình là 60 nha chị, cao bình là 60 nè. Đấy. Rồi đó, quá đẹp luôn chị, bình này đẹp ghê luôn nha, bình này bụng rất là bự chị. Đó, vòng bụng nha, vòng bụng của bình này tới là 74 nha chị, vòng bụng là 74 nha. Xin lỗi, vòng bụng là 93. Xin lỗi, vòng bụng là 93. Ai? Anh vòng bụng là 93 nha chị đại. Bên này là 1.750.000 nha chị, 1.750.000. Mã T27 nha chị, T27. 1.750.000 T27. Lấy cái chuồng. Rồi một cặp nha chị, cái này là một cặp nha. Cặp này là một cặp bình nha chị. Đây là cây trúc nha chị. Miệng là 5, cao là 12. Miệng 5, cao 12 nha chị. Một cặp này là 80k. Anh chị, cái này là trên này vẽ cây trúc nha chị, vẽ cây trúc. Vẽ cây trúc nha chị. Đấy. Xanh ngọc nha chị, T28, 80k một cặp nha chị nha. Rồi một chị, cái này là một cái tô phụng nha chị, tô phụng nha. Tô này là đường kính 20, cao tô là 7 nha chị, đường kính 20, cao tô là 7. Tô này là 70k chị, tô này là tô vừa rồng vừa phụng nha chị, 70k cái tô này nha chị. Mã T29. 70k T29 nha chị đại. Rồi cái này là một cái hũ trà anh chị, một hũ trà nha. Hũ trà hoa nha chị nha, hũ trà hoa bằng sứ nha. Đây là inox có truyền ký đầy đủ anh chị, inox có truyền ký đầy đủ nha. Đấy. Rồi cái này anh chị, cái này hũ trà này là 170k nha chị, 170k. Mã T30 nha chị. 170k mã T30. Hũ trà nha chị, đây là hũ trà. À, cái này là inox nha chị. Đấy, này là inox. T30 170k. Đẹp ghê anh chị nha, có chuyện ký đầy đủ. Rồi anh chị, này là một cái nồi nha chị, một cái nồi. Nồi này là lấy mình cái bình, cái này hai con cá, hai cá, hai nồi gì
đường kính là 20 nha chị, đường kính là 20. Rồi là cao là 10 nha chị, cao là 10. Ở cái này là nồi nha, cái nồi là nồi này là Nhật đó vậy nha. Nồi là nồi của Pháp nha chị, không phải là Nhật, cái này là nồi của Pháp nha. Đó, nồi của Pháp. Nồi Pháp nha chị. Rồi cái nồi này là 200k. 200k nha chị, mã T31 nha. 200k T31. Rồi cái này em có số lượng nha chị. Đó. Dĩa này em có số lượng là 5 chiếc nha chị, 5 chiếc. Và rất tiếc 5 chiếc này nha chị. 5 chiếc này. Ủa, khui có không con? Khui có không? Không thấy. Ủa, thử hỏi nhiều thử. Hôm qua giờ mình khui mình kho có số đá nào không ta? Không có hả? Xô đá này. Để lâu quá rồi bỏ ra là qua lâu quá. Tập bao nhiêu ngày? Nửa tháng, tháng chưa? Này em có số lượng là 4 chiếc nha chị, 4 chiếc mà cái này có truyền trong lòng nha chị. Hoa tiết là hoa trà rất là đẹp luôn. Thứ tiếp là anh chị, phía sau của cái dĩa này nó bị dâm một xíu nha. Rồi cái này là em có 5 chiếc anh chị nha. 5 chiếc mà cái này đường kính 15. Đường kính 15 anh chị. Rồi cái này là 4 chiếc này là 100k. Còn cái này em bỏ vào luôn nha chị, không tính nha. Rồi 100k nha chị, 100k mã T32. 100k anh chị, T32 nha anh chị. T32. Rồi chị, cái này chén cơm nha. Đó, chén cơm này em có số lượng khoảng tầm 10 chiếc anh chị. Tầm 10 chiếc nha. Tầm 10 chiếc. Cái này các em có chỉ là 9 chiếc thôi nha chị, 9 chiếc mà cái này là chén cơm lam nha chị. Lam. Có chuyện ký đầy đủ anh chị, 9 chiếc nè. Đường kính 13 nha chị và cao là 5.5. 13 cao là 5.5. 9 chiếc nha chị. Rồi. Đấy, vẽ tay hoàn toàn nha chị, vẽ tay hoàn toàn luôn. Rồi, 9 chiếc này là 240k 9 chiếc anh chị nha. 240k 9 chiếc nha. 240k 9 chiếc anh chị. Ngủ hết rồi. Bình dương hết. Dương, ông tăng sớm, ông tăng sớm, ông sâu cuốn hóa bừng nè. 2, 4, 6, 8, 10, 9 nha anh chị. 240k 200. Rồi mã T33 nha chị, T33 nha. Bưng bưng giùm cái con. Rồi anh chị, cái này là đây là khay ngủ sách nha chị, khay ngủ sách nha, khay ngủ sách. Rồi, đây. Đường kính là 17 nha chị, ngang là 15.
17 ngang là 15 chị. Cái này em có là khay ngủ sắc đẹp ghê luôn nha chị. Em tổng là 3 chiếc nha, mỗi khay chị. Khay ngủ sắc này là 80k một khay nha chị. 80k một khay T34 nha chị. T34 80k một khay chị. Khay ngủ sắc này nha chị, có truyện ký đầy đủ nha. À, 80k một chiếc nha chị, mã T34 nha. Ông bỏ ra kia không? Rồi đưa cho một cái tô kia đi. Rồi anh chị em có một cái bình nè. À, gọi là anh chị, cái này là hai cái bình nha chị, gọi là bình này là bình rượu nha chị, bình rượu cá nha. Bộ này em có số lượng là 2 ly, 2 bình 3 ly nha. 2 bình 3 ly. Ly là đường kính 4 nha anh chị. 4.5 rồi là cao là 4.5. Rồi một cặp anh chị, một cặp này là cá nóc anh chị, gọi là cá nóc, đây là bình rượu nha. Rồi một cặp này anh chị 250k nha. Bộ này là 250k anh chị, mã T35. Mã T35 nha anh chị. Đấy, cá nóc này, T35. Một tổng là 5 món nha chị, 2 bình gồm 5 ly nha. Đấy, tô này là dòng tô men đá nha chị, tô men đá. Tô này em có số lượng nha chị. Tô này đường có số lượng khoảng chừng 5 chiếc, đường kính 17 năm. Cao là 9 nha chị. 17 năm cao là 9. 17 năm nha anh chị, cao là 9. Tô này độc lạ luôn anh chị nha. À. Rồi 100k một tô anh chị, em có số lượng 5 tô nha. Tô này độc lạ anh chị, vì là anh chị đã có hai phối hai lớp nha. Thứ nhất là men đá, thứ hai là vừa lam vừa men đá anh chị nha. 100k. T36 nha anh chị, là cái này là rẻ nha. T36 100k. Rồi chị đây, cái này em có số lượng là 5 chiếc nha chị, 5 chiếc nè. 5 chiếc nha. Đường kính anh chị, đường kính là 18 và ngang là 10 nha chị. Đường kính 18 nha, ngang là 10.5. Bộ này em có 5 chiếc anh chị, 5 chiếc nha. Rồi 5 chiếc khay lam anh chị nha. 5 chiếc này là 110k nha chị. 110k 5 chiếc, mã T 37 nha anh chị, 110k 5 chiếc mã T37, đẹp lắm luôn. À, bộ này đẹp lắm anh chị, rất là đẹp bộ này luôn. T37 110k 5 chiếc. À, anh chị, một cái tô này cũng rất là ok luôn. Tô này được hai màu anh chị. Một là đen và hai là màu này viền xoắn nha anh chị, xoắn nè. Rồi tô này là đường kính 20. Cao tô là 7 anh chị, 20 cao là 7 nha. Rồi cái tô này là 70k, mã T38. 70k anh chị, T38 nha. Dạ em xin phép chào quý cô chú nha anh chị.